Những bí quyết giúp lạc đà tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc khô cằn. Một con lạc đà có thể tồn tại trong khoảng 2 tuần mà không cần nước, ngay cả khi không có thức ăn, nó có thể tồn tại lâu nhất một tháng. Lạc đà thường tích trữ rất nhiều chất béo trong bướu, khi không có thức ăn, chúng có thể phân giải chất béo trong bướu thành chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Lạc đà có thể uống hơn 100 lít nước mỗi lần, trong bụng chúng có rất nhiều bong bóng nhỏ giống như cái chai, chuyên dùng để chứa nước, khi có nước. Nó sẽ hút đầy nước vào những bong bóng nhỏ này, khi không có nước để uống, nó sẽ xả nước trong những bong bóng này để cung cấp nước cho cơ thể. Trong miệng của lạc đà có gai cứng, còn gọi là nhũ, ở hàm trên, dưới và lưỡi, khi ăn xương rồng, những gai cứng này sẽ nghiền gãy gai xương rồng để không làm tổn thương miệng và đường tiêu hóa của chúng. Đôi mắt của lạc đà có một lớp màng mỏng bao phủ để bảo vệ khỏi bão cát. Lông mày rậm, hàng mi dài để đưa cát ra ngoài. Chúng có thể khép lỗ mũi, bàn chân to rộng có nhiều vết chai dày mở rộng và co lại để giúp chúng di chuyển trên cát, địa hình á